Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo một tài khoản WeChat và sử dụng cái dịch vụ WeChat, quét mã WeChat của bên mình. Thì các bạn đơn giản là các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại của các bạn này, một cái SIM chính chủ này và máy có kết nối 3G hoặc Wi-Fi đều được nhé. Thì các bạn tải trước cho mình cái ứng dụng WeChat về máy, sau đó các bạn bật WeChat lên cho mình nhé. Thì thường thường thì các bạn khi mở lên ấy, thì nó sẽ hiển thị một bên là đăng ký và một bên là đăng nhập. Thì các bạn sẽ ấn vào phần đăng ký và chọn hình thức đăng ký bằng số điện thoại nhé. Sau đó thì nó cửa sổ nó sẽ hiện như thế này. Thì bây giờ các bạn tiến hành đăng ký giúp mình. Thì ở cái ô hình vuông vuông đây thì các bạn sẽ ấn check tick vào đây cho mình này. Ô này tức là chọn ảnh đại diện đấy. Bây giờ các bạn có cái ảnh đại diện là các bạn muốn đăng lên ấy, là cài cái WeChat làm ảnh đại diện ấy, thì các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn trong cái danh bộ sưu tập của các bạn đây. Ở đây mình lấy đại khái một cái nhá. Đây mình sẽ lấy cái bản này đây, lấy cái này, hình này cho đẹp. Tên thì các bạn đặt theo ý muốn của các bạn này. Mình tên là Tuấn đi. Và mình đặt tên là Màn Thầu đi. Màn Thầu 24 đi. Đó. Quốc gia này các bạn ở Việt Nam thì các bạn chọn người Việt Nam, mặc định là cộng 84 rồi. Thì còn số điện thoại các bạn nhập vào, nhập số điện thoại của bạn các bạn vào nhé. Các bạn nhớ là các bạn đăng ký số nào thì các bạn nên nắp SIM đấy vào nhé. Tức là sau khi các bạn quét mã xong ấy, khâu cuối cùng các bạn sẽ phải nhận mã code về. Thì cái mã code đấy sẽ gửi qua cái số điện thoại này của các bạn. Ở đây mình sẽ nạp số mình của mình này. Đó, mật khẩu, các bạn nhập mật khẩu các bạn vào. Sau khi nhập xong thì các bạn đánh dấu tích vào cho mình cái phần tôi đã đọc và chấp nhận. Đó. Sau đó ấn chấp nhận và tiếp tục. Các bạn chờ một chút sẽ bước sang một cái bước tiếp theo, đó là ghép hình hoặc là chọn mỗi chữ cái theo yêu cầu. Ở đây nó sẽ hiện cái chính sách trước này. Chính sách trước thì các bạn ấn tích cho mình này. Tôi đã đọc và chờ nhận chính sách bảo mật này. Các bạn có thời gian thì các bạn đọc một chút được, còn không có thời gian thì các bạn ấn tiếp cho mình này. Tới bước xác minh bảo mật ấy, thì các bạn ấn bắt đầu cho mình này. Ở đây các bạn sẽ chọn này, chọn cái màu sắc của mùa thu này. Ở đây nó sẽ hướng dẫn yêu cầu các bạn là Colorful Forest in Autumn, tức là cái lá mùa thu ấy. Đại khái là cái lá mùa thu ấy thì mình thích chọn ở đây thôi. Đó, các bạn chọn theo đúng yêu cầu của nó này, có hai hình này. Đó. Các bạn nhớ đọc kỹ nhé, yêu cầu của nó là gì nhé, thì các bạn thích chọn nhé. Sau đó ấn OK này. Ở đây mình đã chọn sai, hoặc là có thể là do mạng nó có vấn đề thì mình chọn lại này. Ấn OK này. Ở đây là một trong cái bước cuối cùng này, cái bước quét mã này. Các bạn có thể nhờ bạn bè hoặc người thân sử dụng WeChat để quét mã cho các bạn. Tất nhiên là để quét được mã này thì máy của người ta là phải có yêu cầu và có điều kiện nhất định thì mình quét được trong máy khác. Thì nếu như các bạn muốn quét, các bạn có thể tìm bên dịch vụ của bên mình là bên kênh Màn Thầu Audio đấy. Ở đây là cái kênh phụ của mình. Bên mình đã có website và kênh YouTube lớn, kênh TikTok lớn, thì các bạn yên tâm mà hoàn toàn uy tín nhé. Thì đến bước này thì các bạn chỉ cần khi mà các bạn sau khi add số Zalo của mình ấy, thì các bạn chỉ cần chụp ảnh màn hình cái mã này cho mình thôi, sau đó bên mình quét. Và sau khi quét xong thì các bạn chỉ việc đợi mã code gửi về qua cái số điện thoại đó của các bạn nhập vào là xong.
Thì ở đây hiện tại mình sẽ lấy một máy khác của bên mình để quét mã mã này để đăng ký nhé. Ok chưa? Các bạn đã nhìn thấy chưa? Đó, bây giờ các bạn chỉ việc ấn đóng thôi, ấn tiếp tục thôi. Lúc này các bạn lắng nghe xem có điện thoại không nhé. Ở đây, nó gửi mã về ra cho mình đây. Đó, các bạn thấy chưa? 985264. Các bạn nhập vào nhé. Các bạn ấn tiếp này. Các bạn chờ một chút để cho nó hiện này, thông báo này. Đó, tới bước này là tạo thành công rồi này, các bạn tiếp tục này. Các bạn ấn tiếp theo này. Tích chọn tôi đã đọc và hiểu xác nhận ở trên này. Tiếp theo này. Ấn tiếp theo này, ấn dấu tích vào đây này và ấn xong này. Ở bước này thì các bạn nào muốn chơi game thì các bạn đánh dấu tích vào đây nhá, gạt dấu tích cho mình này. Đấy. Còn không mặc định nó như thế này, các bạn nào chơi game ấn tích vào đây cho mình này. Sau đó ấn tiếp này. Ấn đồng ý và bật này. Đó, như vậy là mình đã tạo xong một tài khoản WeChat rồi nhá. Đó, như này đây, các bạn tích vào đây. Cái này là cái nhóm WeChat, đúng cái hỗ trợ WeChat thôi, nó cũng không có gì cả. Đây, tôi đây. Đó, đây là màn thầu 24. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo và sử dụng dịch vụ quét mã WeChat của bên mình. Thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc sau khi add số Zalo của mình để trên màn hình đấy, thì các bạn nhắn tin qua cho mình rồi chụp màn hình cái mã QR hiện ra sau đó cho mình. Các bạn nhớ là mã QR mới nhất nhé, chứ không phải các bạn thí dụ như tạo lúc này là giả dụ như là 15:25 đúng không? 15:25 thì các bạn tạo xong thì các bạn 16 giờ các bạn mới nhắn cho mình và chụp cái mã đấy cho mình. Thì cái mã đấy nó đã hết hạn. Các bạn nhớ là các bạn chụp mã mới nhất cho mình nhé. Tức là cái mã nó chỉ có giới hạn trong vòng 3 phút thôi. Nếu mà quá 3 phút là cái mã đấy sẽ hết hạn. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo và sử dụng dịch vụ quét mã WeChat với mình. Nếu như bạn nào có câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến WeChat thì các bạn cứ nhắn tin và inbox cho mình nhé. Đừng quên bấm like, subscribe và ủng hộ kênh này cho mình. Các bạn nhớ đây là kênh phụ của mình nhé. Và số điện thoại duy nhất, số chính chủ mình để trên màn hình nhé. Mình là Khương. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.